Sau đây là phần hướng dẫn bài thể dục phát triển chung liên hoàn dành cho nam lớp 12 gồm có 50 động tác. Sau đây là phần hướng dẫn thực hiện từ động tác 1 đến động tác 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sau đây là phần hướng dẫn bài tập thể lực. Bài tập thứ nhất, nâng cao đùi tại chỗ. Bài tập thứ hai, đứng lên ngồi xuống. Bài tập thứ ba, chống đẩy. Đối với các em học sinh nữ có thể quỳ hai gối xuống để thực hiện động tác này. Bài tập thứ tư, bài tập bụng